Xin chào anh chị nha. Hôm nay là nhà Khui nêu lên rất là nhiều tôm đất Cà Mau đây. Đây, em khui một túi tôm đất Cà Mau cho anh chị coi nha. Đây nè, anh chị thấy không? Tôm đất khô Cà Mau, trời ơi, ngon ha. Đây nè, em rơi nè. Tôm rất là ráo. Tôm cái màu nó rất là đỏ, rất là tươi ha. Và yên tâm, đây là cái màu đỏ tươi tự nhiên của con tôm, chứ không phải là phẩm màu. Đây, con tôm thiên nhiên nè, anh chị thấy không? Nó có cái bụng trắng, thịt đốt đỏ, đốt trắng, đốt đỏ, đốt trắng. Nên yên tâm, đây là màu đỏ tự nhiên, không hề có phẩm màu nha. Để có được cái màu đỏ như vậy á, là phải làm từ tôm đất tươi, thì con tôm nó mới đỏ tươi ngon như vậy. Còn nếu làm từ tôm chết á, thì con tôm cái màu nó sẽ nhạt nhạt, nó bợt bợt, chứ nó không có tươi được như vậy đâu. Có một số cơ sở họ sẽ làm từ tôm chết và họ ướp phẩm màu để cho con tôm nó có màu đỏ tươi bắt mắt. Thì nhìn từ xa con tôm nó sẽ rất là đẹp. Khi quan sát lại gần á, thì con tôm nó sẽ đỏ le từ đầu đến đuôi luôn, chứ nó không có được cái bụng trắng và thịt không thấy được đốt đỏ đốt trắng, mà nó sẽ đỏ âu. Mà ăn tôm như vậy thì nó không an toàn cho sức khỏe. Đây nè, em có ngâm sẵn một chén tôm nửa tiếng rồi, đây cho anh chị coi nè. Em ngâm nửa tiếng rồi mà cái nước ngâm tôm nó không hề có màu gì ha. Nó chỉ có lợn cợn màu đỏ cam này là củ gạch tôm nó ra thôi. Con tôm này nè là tôm tươi, có bụng trắng, thịt có đốt đỏ đốt trắng và có gạch tôm nữa. Có gạch tôm nó ăn rất là thơm luôn nha. Nên anh chị có thể hoàn toàn yên tâm ha. Tôm này ngâm nửa tiếng không ra màu. Anh chị nào mà thích tôm nước khô thì mời thưởng thức cùng Út Lê nha.